Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu nhân gameplay và cùng đến với game Ultraman Fighting Evolution 3. Và hôm nay mình sẽ làm trận đấu của Cosmo ha. Cosmo sẽ tiêu diệt tất cả các Ultraman bóng tối và quái vật. Đầu tiên, đối thủ của Ultraman Cosmo sẽ là LV7. Come on. Một lý do mà mình chưa làm trận đấu theo yêu cầu đấy là các bạn chưa comment đủ các cặp song đấu ha. Là mình sẽ chưa làm. Đi come on. Yeah. Wow, Ultraman Cosmo nhìn rất là hoành tráng. Và đã lâu lắm rồi mình không cầm Ultraman Cosmo. Mình sẽ cầm lại và tiêu diệt quái vật cho các bạn xem. Chúng các bạn biến hình nào. Biến hình thì ok, mình sẽ giữ lại hai đấy. Sao mà đánh được Cosmo ta? Cosmo tới trong cái viết tay. Mày đồ V7 đáng ghét. Tại sao người ta theo bóng tối? Chưa đi làm việc ác này. Làm được cho bọn quái vật là một cái tội. Làm được cho bọn quái vật này. Làm việc cho bọn quái vật này. Ok, cho nó một hướng đi. Chết đi. Làm việc cho quái vật thì hãy nhận lấy kết quả. Biến hình dạng 3 khỏi. Ok, mình đã biến hình dạng 3 hả? No. Mình sợ mình sẽ có khiên. Ta có khiên. Yeah. Nếu khiên mình đỡ được ulti của nó hả? Mày láo. Một đấm, hai đấm. Một đá nè, hai đá nè, ba đá nè. Đúng rồi. Man. Hơi đau thôi. Chia. Xem nó còn đỡ được không? Đỡ này. Vậy mình đã tiêu diệt được một Ultraman bóng tối đấy, LV7. Nó làm việc cho bọn quái vật và mình phải tiêu diệt. Nhiệm vụ của mình là phải tiêu diệt bọn quái vật và những Ultraman nào mà làm việc cho bọn quái vật mình sẽ tiêu diệt hết. Tiếp theo sẽ là LV Dina. Anh Cosmo tới đây, anh Cosmo tới giải cứu trái đất. Cười với tổng thống à? Anh ơi, anh xem biến hình cái anh này. Anh cho mình biến hình hay sao vậy? Anh có cho em biến hình không vậy? Cho mình biến hình à? Ok, biến hình, thành công, ha ha. Có ai biến hình rồi, đồ con lợn nè. Đồ con lợn. No. Oh man, được rồi. Mình cho nó đánh một phát. Và giờ mình sẽ trả thù đó ạ. Mày láo. Đánh bố này. Mày có biết hậu quả của việc làm bố mày tức giận không? Mày có biết hậu quả của việc mày làm bố mày tức giận không? Làm việc cho bọn độc ác à? Ok, lên giả ba rồi. Cho biết thế nào sự hạn. Mày láo à? Cho nó cái sức mạnh của Cosmo đi. Ha, sắp chết. Mày đừng làm gì. Định đánh ta.
tao chưa biến hình thôi, tao chưa biến hình thôi. Giờ tao biến hình rồi thì người đánh bằng cái gì, đánh ta thế nào được mày? Lúc nãy tao chưa biến hình thôi. Đồ ngu. Làm việc cho bọn quái vật là đồ ngu. Ngu người. Tiêu diệt thằng quái vật. Yeah, we. Và trận đấu này khá là gay gấn. Mình suýt nữa mà để cho nó đánh bại. Mày có rồi, nghẹt thở. Rất là nghẹt thở. Ok, đến trận màn bóng tối tiếp theo. Trận màn bóng tối tiếp theo sẽ là LV Tiga. LV Tiga cũng làm việc cho bọn quái vật hả? Mình sẽ tiêu diệt LV Tiga. Những Ultraman nào mà làm việc cho bọn quái vật là mình sẽ tiêu diệt. cười. Nó nghĩ nó mạnh lắm mà nó cười đấy. Nó nghĩ nó mạnh nhất là nó cười đấy. Anh đã bị thành công rồi. Wow, đá phát vào đầu. Hơi đau nhưng đá lại. Xả thù lại. Mày ok. Mày 1 đá, 2, 3 đá, 4 đá, 5 đá, 6 đá. Mày này. Ok, bị dạng ba. Come on. Mày. Ok. Yeah. Hàm một cơ của mình hả? Cho nó biết tay. Đóng băng đi em. Mình đóng băng. Mày. À. Mày. Oh my god. À, lượng cổ xuống nào. Ok, mình sẽ đỡ đầu ulti đó. Yeah, mình đã đỡ ulti của nó. Nó định tiêu diệt mình đấy. Nhưng mà không xong đâu, không xa đâu. Mình sẽ đỡ được. Yeah. Ok, mày tưởng mày có thể chuyển chúng ta. Mày không biết tao có pin à? Chìa. Mày, nó chuyển chúng mình, chuyển chưa được. Mày. Hút đam. Come on. Chà. Ui. Ok, như vậy mình có một tên Ultraman bóng tối nữa đấy ạ. Acerobo hay là Astrobo. Nhiều bạn gọi là Astrobot nhưng mình quen gọi là Acerobo rồi, mình gọi là Acerobo. Ok, mình sẽ cho con Acerobo này một bài học. Vì nó dám làm việc cho bọn quái vật. Nhìn mày nặng nề ha. Nó rất là nặng các bạn ạ. Nặng này, một đấm cũng ngã. Nặng này. Mày, thằng quái vật. Mày một đá vào cổ. Một đấm nữa. Một đá này thì mạnh. Đồ robot làm việc cho bọn quái vật như một con robot. Mày, vậy nó kích công ty chúng mình trước hả? Và mình sẽ đánh đoán. Ok, ít đi. Khá thấm. Không thấm một tèo nào.
không thấy một tờ nào. Ok, mày đỡ đường nào, mày đỡ đường nào, mày đỡ đỡ đường nào. Wow, tụt nhiều máu quá hả. Ok rồi, bên dạng ba chiến mày 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 mày. Ok, một đá nữa, một đá nữa. Nổi nhạc lên rồi. Mình rất thích cái bài nhạc này. Come on. Bam. Win. Xin game play luôn win ha. Ok, giờ mình sẽ đấu với một con trùm. Một con trùm quái vật. Con trùm quái vật này đây ha. Mình đấu với con trùm Acular. Acular là một con trùm ha. Mình sẽ đấu với nó. Come on. Mình sẽ cho nó biết thế nào là trùm. Phải. Mình chưa biến hình, mình chưa biến hình, xong bây giờ. Xong rồi, chưa biến hình. Biến hình nào. Biến hình nào. Ok, cuối cùng chưa biến hình. Đó, biến được hình kìa tí. Chị hề. Đồ con gà, đồ con gà. Chuyển biến hình. Đúng là chùm khác, nó không phải mạnh, nó không phải thông minh hơn bọn. Bọn làm việc cho nó đấy. Acular thì nó chuyên đi bắt các Ultraman để nó hút năng lượng, nó hút sức mạnh, rất là cố mạnh. Để nó rất là mạnh đấy, mình không thể coi thường nó được, để đánh hết sức mình có thể đánh. Nó là đồ chơi bẩn, chơi xấu, và đồ toàn cái hút năng lượng người khác là chơi rất là xấu các bạn. Bằng. What the hell mày? Mày này tránh đường nào, tránh đường nào. Ok ha. Mình nghĩ nó chết luôn đấy. Sao nó chết luôn không? Không chết cũng gần chết. Mày cũng chết gần chết, đấy cũng chết cũng gần chết. Ok, đi ra ba rồi. Mày đánh ai? Mày đánh ai? Mày đánh ai? Mày tránh như nào, thi trưởng nha, thi trưởng, thi trưởng với ta, thi trưởng, thi trưởng, thi trưởng à, thi trưởng à, thi trưởng à, come on, yeah, ha ha, ok, và như vậy là mình đã tiêu diệt được con trùm quái vật ha. Mình cũng xin tạm dừng clip tại đây. Một lần cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Chuyên Nhân Gameplay. Các bạn hãy ủng hộ Chuyên Nhân Gameplay bằng cách like video, chia sẻ video và đăng ký kênh Chuyên Nhân Gameplay. Rồi thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye, see you again.